the South China Sea, 1978, a boatload of Vietnamese refugees at the end of a 300-mile journey from Vietnam to the eastern coast of Malaysia. The exodus continues. They come ashore at the rate of 10,000 a month, much faster than the United States or any other nation is willing to accept them. They come chasing an elusive memory, the promise of America. Until we decide what to do about them, or until our laws are changed, the refugees face an uncertain future. They have applied. I'm Ed Bradley. 1 month ago, I went back to Southeast Asia to meet the people we left behind but cannot escape, the boat people. CBS reports with Ed Bradley. The boat people. At first, it's hard to make out. A speck on the horizon. You take a closer look. A boat. A flag. An arm waving. A crowd gathers along the beach. This is the east coast of Malaysia, final destination for thousands of refugees fleeing Vietnam. Many don't make it this far. They're attacked by pirates, drowned, or starved to death. These have made it. But will the Malaysian police turn them away? Or will they be stoned by local villagers? The crowd waits to see how many will survive this time. Only a few fishermen help the boat people ashore. We joined in. Xúc động trước những hình ảnh thương tâm của hàng ngàn mộ phần đồng bào vượt biên bị lãng quên trong nhiều chục năm nơi đất khách quê người, Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam được thành lập năm 2004 để chuẩn bị cho chuyến đi năm 2005 nhân kỷ niệm 30 năm định cư hải ngoại. Đoàn cầu nguyện cho thuyền nhân do cộng đồng Việt Nam hải ngoại tổ chức lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2005 gồm 150 người. Bia tưởng niệm thuyền nhân đã được long trọng khánh thành tại Bi Đông và Ga Lăng với nghi thức quốc yến. Lúc trưa thì tôi ghé Ga Lăng 2, thì thấy trong Ga Lăng 2 vẫn còn bảo tồn, thì tuy không có giống như cái lúc mình đang sống, nhưng mà tương đối nó cũng còn có vẻ sạch sẽ như khi ra trở ra thứ ba rất. Với Ga Lăng 1 thì hoang tàn quá. May mà tôi không tranh đấu thì cũng không thể lên Ga Lăng 1 được. Thấy nhà thờ hoang tàn mà nơi đây là con tôi xưng tội thêm sức rước lễ và đã biết bao nhiêu sinh hoạt của nó ở đây. Mỗi ngày tôi đều đi lễ, đi đàn thánh giá theo cha từ đây vô Ga Lăng 2. Mà bây giờ lên thấy nó hoang tàn, nó tội nghiệp. Tại vì chồng của chị chết ở đây. We got together here with Tin. Tin, because her husband died here. And now she come back here. We all together here with her to pray for her husband. I don't know when he died. Palam. Chết vào die in 1987.
So we sing a song together and pray for him and also pray for Tin, his wife as well. Từ bờ sâu tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ bờ sâu thương đau, con đợi trong Chúa nhận lời. Tôi bị bỏ một đứa con dưới biển. Hôm nay tôi đến đây, tôi cầu nguyện cho con tôi. Mà bên cạnh đó, tôi cũng cảm ơn đồng bào Mã Lai đã giúp cho tụi tôi trên con đường tự do đó. Lúc đó con tôi 4 tuổi, năm đầu tiên năm 1983 ở Việt Nam, ở tại Cần Thơ. Đây tôi cầu nguyện cho linh hồn của con tôi và bên cạnh đó thì tôi cũng lưu lại Mã Lai để giữ cái kỷ niệm đầu tiên mà ngài đi biển tự do. Và dâng cho những hoan hồn ra đi bỏ xác trên đường tìm tự do. Hôm nay tôi đốt nén hương này dâng lên Tổ quốc lòng đầy tiếc thương. Và dâng cho những oan hồn ra đi bỏ xác trên đường tìm tự do. You okay? Okay. Tôi thì thật ra tôi đã cố gắng để mà không rơi được lệ, nhưng mà tôi không còn rồi được. Vì tôi thấy đau thương quá. Tôi muốn giữ còn rồi để tôi không có cảm động nhiều, nhưng mà những cái cảnh đau thương tôi không thể nào tôi quên được. Mặc dù nghĩa là chiếc tàu tôi không có bị ảnh hưởng, nhưng mà tôi nhìn thấy với tất cả những cái cảnh khác thì tôi thấy rất là cảm động. Chỉ mấy tháng sau, bia tưởng niệm bị phá bỏ do áp lực của Hà Nội. Tháng 8 năm 2005, phái đoàn 50 người đi thăm Bỉ Đông và mộ thuyền nhân phía bắc Malaysia, đồng thời cũng đến diện kiến thống đốc tỉnh Riau, nơi có đảo Ga Lăng. Tháng 12 năm 2005, nhóm công tác đặc biệt đi tìm kiếm di tích mộ thuyền nhân Việt Nam từ Nam đến Bắc Malaysia và đến Phanat Nikom, Sikiu, Banthat, Sai Thu của Thái Lan. Trong chuyến đi này, chúng tôi quyết định trùng tu thí điểm nghĩa trang thuyền nhân tại Changanu, Malaysia. Tháng 4 năm 2006, chúng tôi đi thăm di tích tại Bataan và Palawan của Philippines, gây quỹ tại Perth đầu năm 2006. Chuyến đi này, chúng tôi cũng khánh thành công tác trùng tu tại Changanu. Thời gian còn lại của năm 2006, Văn khố thuyền nhân Việt Nam gây quỹ tại một số tiểu bang tại Úc và trùng tu 80% mộ phần thuyền nhân từ Bắc xuống Nam Malaysia và khánh thành vào tháng 4 năm 2007. Năm 2008, phóng viên chương trình Foreign Correspondent đài truyền hình ABC nước Úc cùng văn khố thuyền nhân làm phóng sự về con tàu vượt biên MT-065. Chiến sĩ Võ Đại Tôn cùng văn khố thuyền nhân Việt Nam đi thăm Ga Lăng vào năm 2009. Năm 2009 cũng là năm đầu tiên cộng đồng Việt Nam hải ngoại đặt chân đến Kuku và Eria trong quần đảo Anambas của Indonesia. Chúng tôi trở lại thăm vùng quần đảo thân thương này vào năm 2010, được chính quyền địa phương tiếp đón nồng nhiệt và cũng đã tìm được gần 300 mộ thuyền nhân.
được quý đồng hương Houston giúp đỡ, năm 2011, chúng tôi trùng tu mộ tập thể 139 người tại Chalanlukku và tổ chức nghi thức cầu nguyện liên tôn cho đồng bào không may mắn. Thưa quý vị, chiều hôm qua đó, khi mà phái đoàn đi vào trên bãi biển đó, thì mới có cái quyết định là cố gắng để mà đi qua bên cái khu chi là bên này. Mà thưa quý vị, lúc đó thì trời đã nhá nhem tối rồi, cho nên không thể đi trong lúc ban đêm, bởi vì cái thời gian mà đi từ bên phía bên kia mà qua phía bên này đó là mất ít nhất cũng trên nửa tiếng đồng hồ, cho nên khi trở về rất là tối và rất là nguy hiểm. Cho nên anh em chúng tôi đó là phải quyết định là mà thực hiện cái chuyến đi vào sáng sớm hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ là khoảng gần 8 giờ sáng. Và như anh Đông và anh Sơn và tất cả phái đoàn trong mọi người đã trình bày với quý vị đó, cái việc tình hiện đang đứng trên một cái ngôi mộ có thể là nó 3-4 cái nằm sát sát với nhau. Và thưa quý vị, rừng ở đây thì nó rất là rậm rạp, cây cối nó rất là tươi tốt và phải nói là nó rất là dày đặc thưa quý vị. Thì phải nói là đây là một cái duyên mà viện trình cũng rất là may mắn mà mới được gặp cái cảnh này ở trong những cái hoàn cảnh như vậy thưa quý vị. Bây giờ viện trình sẽ tiếp tục quay hết những cái đoạn phim những cái ngôi mộ ở đây để cho quý vị biết. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang ở trên đường đi tìm một cái khu mộ ở bên kia của ngọn đồi, tức là ở khu nghĩa trang khu chi theo như là một số thuyền nhân rời đảo vào tháng 11 năm 1991 đã nói. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng đã có gặp một vài thầy giáo dẫn học sinh đi cắm trại và họ cũng cho biết là họ cũng đã thấy một cái khu nghĩa trang ở bên kia. Bây giờ thì chúng tôi đi theo con đường mòn rừng rậm này để mà đi qua bên kia, và có những chỗ chúng tôi phải chung như thế này nè quý vị. Rồi, xin hẹn quý vị ở bên khu ở bên kia và chúng tôi sẽ tường thuật thêm. Ba cái dây leo. Chúng tôi vẫn tiếp tục băng cái đoạn đường rừng này để qua bên kia triền núi, mong tìm được một số các cái ngôi mộ thuyền nhân ở bên đó, như là lời kể lại của một số đồng bào ở trên đảo trước khi rời trại. Và chúng tôi cũng được biết là bên đó có thể có một số các cái ngôi mộ thuyền nhân của mình nằm lại. Thưa quý vị, đoàn của chúng tôi gồm có 8 người, mặc dù là 20 người nhưng không có thể đi hết bởi vì một số người đã không thể nào mà đủ sức để vượt qua khỏi cái ngọn đồi này. Và thưa quý vị, thì như quý vị đã thấy thì ai trên tay cũng cầm một cái gậy để mà đi cho nó vững, nếu không thì rất là nguy hiểm. Đường rất là trơn trượt và có thể nói là cây cối mọc tùm lum. Hy vọng khi mà theo chúng tôi được biết thì qua bên kia phải mất hết nửa tiếng đồng hồ. Dốc lên cao vút dốc thâm thẳm. Thưa quý vị, bây giờ khoảng 7 giờ sáng và trong rừng thì phải nói là còn rất là âm u và chim hót buổi sáng rất là vui tai. Và thưa quý vị, phái đoàn đang khoảng ở giữa đường đi và phía trước viện trình là 7 anh em khác đang
vượt dốc và viễn trình phải đi phía sau để quay phim. Xin mời quý vị theo dõi. Quên không chụp được tấm nào cho nó đã thôi. Này, ông thấy mấy cái cây này lạ ha. Cái dây này rất lạ. Đường đèo cao quá quý vị ơi, lội mệt nữa. Không biết làm sao mà ngày xưa đêm tối mà đoàn buôn lậu có thể vận chuyển hành lý từ bên kia bờ biển vượt qua đồi này để trở về là cái khu của mình. Mà thường là những cái vụ buôn lậu như vậy đó là họ chỉ làm bằng đêm thôi. Mệt, mệt. Ok. Cái dây này là ai dân sẵn ha, chắc là tụi học trò của học sinh. Từ buôn lậu như vậy thì biết rồi. Anh ôm đồ nhiều quá nên anh đông đưa chai nước đây đâu. Quay này, beautiful. Rồi, đây. Đưa cái đồ. Thank you sir. Rồi. Beautiful. Bản này giống như là bản ở trên đồi vậy. Đồi QF á. QF. Làm cùng một một thời gian và cùng một nội dung. Bây giờ anh ta cái nhóm 7-8 người anh em mình đúng cái giờ. Khu vực này gồm có một số ngôi mộ người Việt Nam vô danh trên đường tị nạn Cộng sản Việt Nam đi tìm tự do, không may đã bỏ mình ở đây năm 1978, 1979, 1980 rất là rõ ràng ha. Toàn thể đồng bào Việt Nam đến sau ngày đóng cửa đảo 14 tháng 3 1989 xin đặt bia lưu niệm U Lô Bi Đông ngày 24 tháng 8 1991 cộng đồng tị nạn Việt Nam phụng lập. Ok, rất là cảm ơn. Nhờ anh sơn đọc phần tiếng Anh bởi vì very important là cho young people to know about this again, sir. Okay. Well, this memorial was built on the top of the hill in G zone, and this is the first time in our 10 trips that we have discovered this memorial. The content of the memorial said the Vietnamese community refugee, the Vietnamese refugee community on Below Bidong, Malaysia, memorial plaque. Rest in peace in this area. Some Vietnamese graves died unknown, escaping from communism for freedom. These unfortunate refugees lost their lives on this island in 1978, 1979, 1980. This memorial plaque was made by the Vietnamese refugees who arrived in Below Bidong after the cut-off date March 14, 1989. Bidong on 24th of August 1991, the Vietnamese refugees community. Bên cạnh người đứng coi. Thưa quý vị, phái đoàn của chúng tôi gồm có 8 người. Khi mình lên tới thấy được cái bảng memorial ở đây thì ai cũng tỏ ra rất là vui mừng và phải có một chút phá chút cảm động ở trong đó. Thưa quý vị, như quý vị đã thấy thì phía sau lưng thì anh Sơn, tức là anh Lưu Dân, bởi vì chúng tôi không có nghĩ là sẽ kiếm ra những cái mộ phần của người tị nạn ở đây, cho nên không có đem hương đèn hoa quả gì cả, và lại là đoạn đường rất là dài, rất là xa, cho nên đem đồ đi rất là khó, cho nên anh Sơn đó phải lấy một điếu thuốc. Thưa quý vị, đây là một điếu thuốc để mà giả giống như là một cây hương để mà cầu nguyện thắp cho những người đã quá cố nằm ở nơi đây. Thưa quý vị, rồi bây giờ cho anh được lớp photo cây. Wow, 1, 2, 3, 4 ha. Đây cũng là một cái nữa. Đúng rồi. Đây một cái này. Đây một cái nữa nè. Đây nè. Đó bên này. Đây này, đây cái đó, bó cái nữa nè. Chúng tôi
có phát giác ra một số các cái ngôi mộ vô danh ở đây được đắp bằng đá, đá núi xung quanh đây. Thì theo những cái hình bầu dục như thế này mà chúng tôi chắc chắn là đó là những cái ngôi mộ tiền nhân vô danh đã được an táng ở đây bởi đồng bào ở trên đảo. Bên kia là một cụm khác. Cái bồn nước này nó được xây dựng sau đó tại vì họ tránh những cái ngôi mộ này, và đây là cái điểm cao nhất ở trên cái khu G này. Theo năm tháng thì chúng ta đều thấy là những cái bồn nước đã bị rỉ sét hết và có thể có nguy cơ sụp đổ trong một cái thời gian ngắn sắp tới. Xung quanh đây là có khá nhiều ngôi mộ, chúng tôi chưa có sơ kết được là nó là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo lời kể lại của những người rời trại vào những cái thời gian đó thì nó có thể đến 70-80 ngôi mộ ở trên cái đồi khu G này. Bây giờ mình phân dùng coi nó sao, bỏ cái sao này nhiều lắm nè. Ở dưới cái vàng này nè. Trong này có mấy cái nha. Đây là ba ngôi mộ mà nghe là chúng ta nhìn thấy được, có thể là những ngôi mộ cuối cùng ở khu vực này, và cũng còn có thể nhiều hơn nữa, tại vì ngoài kia là toàn hoang toàn rừng rậm không nhìn thấy được nữa. Nếu như mà chúng ta làm cái việc trùng tu khu này thì có lẽ là phải khai khẩn khu này để mà tìm thêm những ngôi mộ trong những cái. Trước tiên em nghĩ là phải chặt hết cây này nè. Đúng. Cây cối này nó mọc quá trời là rậm rạp. Có nghĩa là nó ăn sâu hết xuống các ngôi mộ luôn rồi đó. Đúng. Như mình thấy cái ngôi mộ này có một cái cây rất to ngay ở đầu ngôi mộ. Dạ. Ông Nguyễn Văn Hợi, sinh năm 49 ở Cà Mau, cùng các vị. Ông Nguyễn Văn tạ ơn chi mộ ông Nguyễn Văn Hợi, sinh năm 1949 tại Cà Mau, cùng các vị vong linh vô danh đã an nghỉ tại đồi khu chi khu Lô Bi Đông ngày 6 tháng 8 năm 91. Như vậy là khu mộ này đông người lắm. Chỉ có một người biết tên. Ở đây còn một group mộ đây nữa nè. Ở đây thì có một cái bảng ghi cái này. Ô. Ở đây có một khúc mộ đây đấy mà. Ngày 6 tháng 8 năm 1991. Tổng cộng ở đây cũng cả 5-70. Không có tên tuổi gì. Đây nãy có thâu cái ảnh chưa? Tạ ơn, trên là chữ tạ ơn. Đây có một ngôi mộ xây bằng xi măng, chỉ ghi chữ tạ ơn và ngày là 16 tháng 8 năm 91. Ngoài ra không có thấy gì nữa hết. Anh thấy là mấy cái bộ bên kia chưa? Ở đây. Bây giờ làm sao mình có thể mình đếm sơ để coi cái số lượng nha. Không, bây giờ mình chia khu. Cái đường ranh nó là tới chỗ anh Sơn. Rồi, bây giờ đây nè, đây là 1 2 Xin lỗi, đây là 2 Đếm mộ, đếm mộ thôi, đếm mộ. Tôi là 20 mộ, chưa kể những ngôi mộ ở dưới hầm nước. Theo lời kể lại của một số đồng bào trước đã rời đảo vào tháng 11 năm 1991 thì cho biết là trong cái khu này đã có khoảng chừng là 70-80 ngôi mộ thiện nhân. Tại vì trước khi rời đảo đó thì cộng đồng người Việt ở tại trên đảo cũng đã có tổ chức viếng mộ trên này và làm sạch cái khu nghĩa trang này. Thưa quý vị, trải qua nhiều năm chúng tôi tìm người, chúng tôi tìm đường để đi đến khu vực này, nhưng mà mãi đến ngày hôm nay mới thuận duyên, mới có thể là có được cái cơ hội đến và tìm thấy một cái khu mộ như thế này ở tại đây. Điểm đặc biệt của tất cả các khu mộ này đều là làm bằng đá. Như vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian đầu từ năm 1978-79-80, những khu mộ này đã được xây dựng một cách rất là sơ sài và mai táng những đồng bào của mình
khi mà đến đảo trong khoảng thời gian đó không tìm thấy một cái tấm bia mộ nào cả. Tất cả các ngôi mộ đều đắp bằng đá dựng xây chung quanh. Và ngoài kia đó là một cái nhà, cái thùng, chắc chắn là cái thùng này là thùng chứa nước lúc đó. Và phía dưới thùng chứa nước đó cũng có hàng chục ngôi mộ tại đó. Và chắc chắn là cái thùng chứa nước này được xây dựng sau khi những ngôi mộ này đã có. Rất là may mắn là chúng tôi được tìm thấy ngôi mộ này và rất là xúc động được tìm thấy, bởi vì là cố gắng tìm rất là nhiều năm nhưng mà tìm không được, mãi hôm nay mới có thể tìm được. Và xin có lỗi cùng tất cả anh chị em đã nằm ở tại đây, và chúng tôi rất là vui mừng được tìm thấy và chắc chắn là cũng sẽ tổ chức để mà trùng tu những ngôi mộ này, cũng như là thỉnh mời các vị sư và các vị linh mục đến để cầu nguyện cho tất cả các anh em. Đây cũng là một cái ngôi mộ của thuyền nhân. Và rải rác ở đây chúng tôi nhìn thấy hàng trăm ngôi mộ thuyền nhân. Có những cái chỉ là những gộp đá, như là khu mộ này chỉ là những gộp đá bị gãy. Đây là một cái dãy mộ. Đây là một cái dãy mộ mà ở tại đây. Ví dụ như là ngôi mộ này chỉ là những cái cục đá được xếp lại chung quanh, và một cái cục đá trong ngôi mộ này có sơn dấu chữ thập để đánh dấu đầu ngôi mộ. Và như là ngôi mộ này cũng là những cục đá, và trên đầu một cục đá lớn có đánh dấu chữ thập. Không ngôi mộ nữa, như tại đây một dấu chữ thập. Ở tại đây chúng tôi còn thấy dấu tích của một cái dấu chữ thập. Và đây là một cái ngôi mộ của cái người, và cái tấm bia của nó đã bị bể mất vào ngày 27 tháng 11 năm 1981. Và đây là một ngôi mộ chỉ còn lại một tảng đá và một dấu thập mà không có tên tuổi gì để lại. Đa số những ngôi mộ tại đây là những ngôi mộ mà chúng ta không thấy tên. Phần lớn chỉ là những cái gộp đá trên đầu ngôi mộ là một cái cục đá lớn để đánh dấu. Rải rác đây đó cũng có những ngôi mộ mà đã được thân nhân hổ cốt rồi. Những lần trước chúng tôi trở lại đây đó, lần đầu tiên vào năm 2006 và lần thứ nhì năm 2007. Năm 2007 thì một khoảnh nhỏ đã được đốt, cho nên là cũng thấy được một vài ngôi mộ. Nhưng mà những năm về sau đó thì cỏ tranh, như là quý vị thấy ở phía xa bên kia. Phía xa bên kia đó, cái vùng cỏ đó nó cũng còn rất là cao. Và cỏ đó, tầm cỏ đó là cao hơn đầu người. Theo tài liệu chúng tôi có đó thì trong toàn khu vực này đó là có trên khoảng 300 ngôi mộ. Chỗ này thì đất khá cao, nhưng mà ở phía trước mặt chúng tôi đây là cái vùng đất còn trũng hơn nữa. Chỗ chúng tôi đang đứng hiện nay thì cao hơn cái vùng trũng ở dưới này khoảng một thước, một thước rưỡi. Nghĩa trang Ba Tam chiếm một diện tích 5.000 m² nằm trong vùng trũng. Sau những tháng hạn là các đợt mưa như trút nước trong những tháng gió mùa vùng nhiệt đới. Vào tháng 8 mỗi năm, vùng thấp nhất trong khu nghĩa trang này thường bị dìm dưới mực nước trung bình 5 tấc. Cỏ lao nhờ đó mọc lên tươi tốt, cao khỏi đầu người. Trại Ba Tam là trại chuyển tiếp, được cao quỹ thành lập từ năm 1980, đóng cửa vào năm 1994. Khu nghĩa trang đã đi vào quá khứ, chìm vào lãng quên từ ngày trại bị đóng cửa, mặc dù đã có trên 400.000 người tị nạn Việt Nam gồm Hoa Kiều, người Khmer, người Lào dừng chân tại đây trong ít nhất là 6 tháng để học ngoại ngữ và đời sống của các quốc gia sắp đi định cư như là Hoa Kỳ, Úc, Thụy Sĩ hay là Na Uy. Khoảng 300 người trong số này không may mắn bỏ thân tại khu vực quan vắng này. Văn khố thuyền nhân Việt Nam tại Úc, Hoa Kỳ và Canada là những tổ chức duy nhất trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại có kế hoạch cụ thể kết hợp cùng chính quyền địa phương các nơi gìn giữ những di tích tị nạn, như là một minh chứng cụ thể về tình nhân ái và tương trợ quốc tế, đồng thời cũng đánh dấu chặng đường gian khó lúc khởi thủy để hình thành cộng đồng gần 4 triệu người Việt hải ngoại ngày hôm nay. Con với lại các anh chị em trong đoàn cùng nhau đến đây 28 năm trôi qua. Giờ đây con mới gặp được ba,
con mới thấy được ngôi mộ của em. Con không biết lấy gì hơn mà cùng với tất cả anh chị em để cầu nguyện cho ba và cho những người nằm đây được siêu thoát. Ở đây xin mọi người cùng cầu nguyện. Vậy xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sao chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho ba mọi người dự án. Đang đứng chịu quý. Đây là anh Lê Minh Tâm cũng tiếp tục phủ cào cuốc. Đây là cái người chuyên gia lo mồi cho anh em mấy cái thái hoàng. Oh,
Rồi. Người Việt tự do Nam Úc. Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo, các tổ chức hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại Nam Úc. Kính thưa anh Trần Đông, giám đốc văn phố thuyền nhân Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý đồng hương, quý vị quan khách. Chúng tôi hết sức vinh dự được có mặt nơi đây để cùng tiếp tay ủng hộ cho một hoạt động thật xuất sắc của văn phố thuyền nhân Việt Nam. Mục đích của buổi sinh hoạt đêm nay là nhằm gây quỹ cho một công trình thật đặc biệt, một công trình rất gần gũi với tâm tư của tất cả chúng ta. Thật vậy, công trình này có ý nghĩa sâu đậm đối với người Việt tại nước Úc và tất cả mọi nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị, khi cuộc chiến kinh hoàng nhất trong lịch sử của chúng ta vừa kết thúc, những làn sóng người tị nạn Việt Nam đã tạo nên một cuộc di cư bằng đường biển lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Những người tị nạn Việt Nam ra đi phải phó thác sinh mệnh của chính mình và gia đình mình vào những chiếc tàu mong manh và nhỏ bé, mong vượt qua hàng ngàn hải lý trên những vùng biển hiểm nguy bất trắc. Những làn sóng tị nạn đã bất chấp mọi hiểm nguy bão tố, những trại tị nạn khủng khiếp, hải tặc nguy cơ cạn kiệt nguồn dự trữ ngoài khơi. Một số đã may mắn được sống sót, nhưng một số lớn khác, trong đó có cha mẹ, có anh chị em, thân bằng và nam nữ đồng bào của chúng ta đã bất hạnh phải kết cuộc thảm thương trên hành trình vượt biên và vượt biển. Họ đã vùi thay dưới đáy biển hoặc bỏ mình trong những chốn rừng sâu nào đó ở Đông Dương
và thậm chí cho tới nay không ai biết được những gì đã xảy ra với đa số những người bất hạnh này. Có nguồn tin cho rằng trên 200.000 người Việt đã bỏ mình trên hành trình tị nạn. Bằng chứng hiển nhiên duy nhất về sự hy sinh của họ là nỗi đớn đau trong tâm hồn của những bằng hữu và những người thân. Và như chúng ta đã được nhắc nhở lại tối hôm nay, sự hiện hữu của hàng ngàn nấm mồ khắp vùng Đông Nam Á. Những nấm mồ này là di tích duy nhất còn lại để nhắc nhở chúng ta về những đồng hương thật thảm thương thay đã không bao giờ được đặt chân đến chỗ an bình. Những nấm mồ này đang nhanh chóng sụp đổ hoang tàn nếu không có sự chăm sóc hoặc bảo trì thích hợp. Đây là lý do tại sao tôi hết sức khâm phục và ngưỡng mộ việc làm của anh Trần Đông và thành viên của Văn Phố Thuyền Nhân Việt Nam. Tôi được biết, chỉ trong 10 năm qua, Văn Phố Thuyền Nhân Việt Nam đã bảo tồn hơn 1.000 nấm mồ khắp nơi trong vùng Đông Nam Á. Và số tiền gây quỹ qua những sinh hoạt như đêm nay sẽ được trực tiếp chuyển đến Văn Phố Thuyền Nhân Việt Nam để giúp đáp ứng mục tiêu trùng tu thêm 2.500 nấm mồ trong vài năm tới. Tôi xin được chân thành bày tỏ sự kính mến và lòng tri ân sâu sắc nhất đến ông Trần Đông và toàn thể thành viên Văn Phố Thuyền Nhân Việt Nam về những hy sinh và những cống hiến vô cùng giá trị này. Tôi xin chân thành cảm tạ ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội phát biểu đôi lời cùng quý vị. Xin chân thành cầu chúc Văn Phố Thuyền Nhân Việt Nam mọi sự tốt đẹp trong việc thực hiện công trình trùng tu mộ bia thuyền nhân trong những năm tháng sắp tới. Và nhân đây tôi xin kêu gọi tất cả quý đồng hương, nam nữ đồng bào hãy hết lòng ủng hộ cho nỗ lực gây quỹ đêm hôm nay. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin cảm ơn em. Kính chào Thượng tọa Thích Quốc Tấn và Cha Khải cũng như là đại diện các toàn thể trong cộng đồng người Việt tự do, công giáo, người Việt tự do tại Victoria. Thưa tất cả quý vị hiện diện ở đây, tôi rất là hân hạnh hôm nay tới đây để tham dự cái bữa cơm thân mật gây quỹ cho Ngân Khố Thủy Nhân. Lời đầu tiên là tôi xin được cảm ơn ban tổ chức, các anh đã là những người tiên phong trong một cái công tác mà rất là có ý nghĩa, rất là quan trọng cho cái lịch sử người Việt tị nạn của chúng ta. Và tôi cũng rất mừng là được thấy cái sự hưởng ứng đồng nhiệt của cộng đồng của chúng ta tại Victoria nói riêng cũng như trên nước Úc nói chung. Và cái việc chúng ta quan tâm tới những cái bộ phận của người quá cố trên cái bước đường gian khổ tìm tự do tại tất cả những cái đảo mà nơi đó chúng ta đã dừng chân trước khi tới để tạm quốc gia. Tôi nghĩ rằng cái việc này như anh Trần Đông nói tạo một số người hay là một số những cái phần tử đã muốn quên cái quá khứ của chúng ta đi. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không thể tiến tới một cái tương lai nếu mà chúng ta không nhận ra cái quá khứ của chúng ta từ tổng đời tới. Và như quý vị cũng biết, trong cái huy hiệu giám mục của tôi thì tôi chọn cái một huy hiệu trong đó cái biểu tượng người đi tìm tự do, người vượt biển, nó là một cái biểu tượng chính trong cái quá trình đó. Bởi vì tôi cũng không muốn xóa bỏ cái quá khứ đó. Ngược lại, tôi muốn nói với thế giới là chúng ta không phải là người tị nạn kinh tế, chúng ta không phải vì miếng cơm manh áo mà mới sẵn sàng bỏ nước ra đi và chọn cái có thể nói cái chết hay là những cái hiểm nguy ở trên cái đường vượt biển của chúng ta. Sở dĩ chúng ta làm tất cả những điều đó bởi vì cái lý tưởng cao thượng là tự do và nhân bản. Và như thế bao lâu chúng ta còn cái chế độ cộng sản tại quê nhà, bao lâu mà cái giấc mơ của những người tị nạn, nhất là những đồng bào của chúng ta đã nằm xuống tại các đảo tị nạn,
bao lâu cái giấc mơ của họ chưa thành thì bấy lâu chúng ta còn phải phấn đấu để tiến tới một cái tương lai mà tất cả chúng ta và đặc biệt là những đồng bào đã nằm xuống đều ao ước, đó là một Việt Nam thanh bình, tự do, dân chủ. Xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn ban tổ chức và tôi xin kính chúc ban tổ chức và tất cả những người công tác trong văn phố tự nhiên trong những năm tháng kế tiếp công tác được thành quả tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích cho chẳng những cho những người quá cố hay là gia đình người thân của họ nhưng mà cho tất cả cộng đồng của chúng ta. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Đức cha Huỳnh Phong Long. Kính thưa quý vị, Thượng tọa Thích Phước Tấn là Giáo hội Phó Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Úc và Tân Tây Lan. Ngài hiện đang trụ trì tại chùa Quang Minh và chùa Phước Huệ và ngài cũng là một thuyền nhân đến từ Vi Đông. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Phước Tấn lên để chia sẻ với quý vị khán thính giả đêm hôm nay. Kính mời ngài Thượng tọa Thích Phước Tấn. Kính thưa cùng toàn thể liệt quý vị, đặc biệt nhất là hôm nay rất hân hạnh được gặp Đức Giám mục Long và cũng như là Linh mục Khải và các anh bon của Chủ tịch cộng đồng cũng như là Tiến sĩ Trần Vĩ Dự và một số các quý vị lãnh đạo trong cộng đồng người Việt tự do của chúng ta tại tiểu bang Victoria này. Xin kính thưa cùng toàn thể quý vị là trở lại 10 năm trước khi tôi có một cái chuyến đi về đảo Vi Đông chỉ với một cái mục đích rất là đơn giản, đó là vào cái mùa rằm tháng 7 để có một cái buổi lễ để cúng cho các vong hồn. Thì cũng vào khoảng tháng 8 và lúc đó thì những cái ngôi mộ tại Vi Đông tại ở ngoài đảo cũng như là ở đất liền của Trengganu chúng tôi cũng có đi thăm thì cũng ôn lại những cái câu chuyện mà thưa quý vị, những câu chuyện thì chắc là thương tâm nhiều hơn, nhưng có một điều đó là chúng tôi ai nấy cũng ngậm ngùi, chỉ ôm cái nỗi ngậm ngùi về những số phận của những người đã bỏ mình ở tại một cái xứ xa lạ mà ngày xưa ít khi nào chúng ta nghĩ tới là chúng ta sẽ đến đó và ra về với một cái vừa cũng vui mà cũng là buồn nhiều hơn là vui. Buồn vì vui vì đã hoàn thành được một chuyến đi rất là ý nghĩa và làm được những cái điều mình muốn làm, nhưng buồn vì không biết là thế nào nữa. Nhưng mà phải nói rằng chúng tôi vô cùng thán phục cái ý chí của anh Trần Đông. Anh đã sau đó anh lại muốn tiếp tục để trở về những cái nơi này để mà làm một cái điều gì đó mà tôi hầu như tất cả của chúng ta trước đây chỉ nghĩ đó là một cái quá khứ để trôi qua. Tuy rằng những trong ký ức của chúng ta không có quên được cái vấn đề tị nạn, nhưng mà đối với ngôi mộ nó trở thành những cái gì đó mà một chuyện không tưởng để cho chúng ta trở về để trùng tu cho đến cái giai đoạn này nhìn nó rất là sáng sủa. Và phải nói rằng cái mức độ sáng sủa của nó còn hơn vào những cái thời mà đông người ở trên đảo. Thưa quý vị, nói như vậy không phải chỉ là muốn rồi đơn sơ mà được như vậy. Đòi hỏi đó là một cái nỗ lực. Thưa quý vị, chúng ta làm việc ngay tại nơi mình cư ngụ thì rất là dễ. Nếu mà phải làm một cái điều gì đó ở xa, nhất là ở Mã Lai và phải đi ra ngoài đảo một chuyến đi như vậy, thưa quý vị,
tôi đã đi cũng 3 lần. Cứ mỗi lần đặt chân lên đảo là đã thấy mệt rồi. Vì cái thời tiết nó nóng bức và thưa quý vị, lên trên đó thì tất cả những cái gì mà chúng ta cần thiết để mà làm việc thì rất là thiếu thốn. Cây chổi hay cây cuốc hay cây xẻng gì đó, thưa quý vị, không phải là muốn cái gì là có liền cho cái đó, chúng ta phải đem theo và đôi khi rất là thiếu thốn. Nhưng tôi nghĩ là sau nhiều chuyến đi như thế này thì các anh cũng đã thu thập được nhiều cái kinh nghiệm. Và như một cái lần kêu gọi như thế này và chúng tôi cũng đã hiểu được thêm đó là Trần Đông và Trần Văn Phố Thiện Nhân, cũng như là các anh em mà thân bằng với nhau quyết định để mà hoàn tất cái sứ mạng này trong 2 năm tới. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu quý vị nào còn một chút cái kỷ niệm hay là một cái lòng thao thức trăn trở gì đó muốn giúp cho cái chương trình này thì chúng ta cũng nên tích cực để giúp đỡ cho cái việc trùng tu lại những cái ngôi mộ này. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta thường hay nói là những chuyện quá khứ đã qua rồi, thì cho nó trôi qua. Nhưng thật sự trở về lại với quá khứ và ở ngay cái điều nơi đó hay là cái điểm đó, câu chuyện đó, nó giúp cho chúng ta nó sẽ có khả năng giúp cho chúng ta giải quyết được những cái khó khăn của hiện tại. Có nhiều cái khó khăn của hiện tại mà chúng ta không biết rằng nó do gì quá khứ mà nó xảy ra. Cho nên thành ra trở về với quá khứ, chúng ta làm chu toàn lại những cái gì trách nhiệm chúng ta đã chưa được làm, thì thực hiện được những điều đó sẽ giúp cho chúng ta khai thông cho cái cuộc sống ở hiện tại. Vì vậy mà thưa quý vị, được hôm nay cơ hội để đứng đây nói chuyện cùng quý vị, chúng tôi cũng không ngoài cái mục đích đó là kêu gọi thêm cái lòng hảo tâm của quý vị. Nếu như có giúp đỡ cho cái điều này thì nên chúng ta nên mở lòng để giúp đỡ cho cái công việc trùng tu này nó sẽ đi đến cái điểm mà chúng ta gọi rằng là đã hoàn tất được cái sứ mạng thiêng liêng đó. Thưa quý vị, thật sự ra thì cái công việc từ thiện nào nó cũng có ý nghĩa hết. Dù cho đó là một cái công việc từ thiện, chúng ta giúp cho những người còn sống được một cái điều tốt đẹp cho cái cuộc sống của họ. Nhưng thưa quý vị, giúp để trùng tu lại những cái ngôi mộ như thế này, chúng tôi nghĩ rằng nó cũng đã động được đến cái tâm của rất là nhiều người. Bởi vì có nhiều điều chúng ta chấp nhận không làm được, nhưng đã có những người làm được. Nên thành ra chúng tôi cũng biết có một số các thân nhân rất là mong muốn nhưng mà đành bỏ tay, không thể nào làm được cái gì khác. Nhưng bây giờ chúng ta đã có những người thiện nguyện chịu làm những điều đó thì tại sao chúng ta lại không giúp đỡ? Cho nên một lần nữa chúng tôi cũng hỗ trợ cho cái tinh thần của các anh em trong cái văn phố thiện nhân, cũng như là một số các quý vị thân hữu đã giúp đỡ cho cái chương trình này trong nhiều năm qua. Thì xin quý vị cũng cố gắng một lần nữa để mở rộng cái tấm lòng của mình. Và xin kính chúc cho tất cả quý vị cuộc sống luôn luôn được khai thông. Và chúng ta sẽ chu toàn tất cả những cái điều gì chúng ta muốn làm với ý nghĩa thật là cao thượng. Xin thành thật cảm ơn toàn thể quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một vị khách rất đặc biệt, và vì một cái cơ duyên thành đã có mặt với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Người khách mà chúng tôi muốn nói đến là một vị chuyên tu của dòng Chư Cứu Thế Thái Hà. Vì cái cơ duyên là được đi du học ở bên Roma và được sang đây thăm viếng cộng đồng Úc Châu, và may mắn là ngày vừa từ bên Tây Úc đáp máy bay xuống về lại Melbourne vào chiều hôm nay.
Chúng tôi xin kính mời linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải có đôi lời chia sẻ. Xin kính mời linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải.